vốn là một thiên tôn của tiên giới, nhưng lại chọn trùng sinh trở về quá khứ, thành một kẻ không có tu vi. Sau nhiều cuộc hành trình, lần này cậu ta đã đến Hoàng Phủ Gia và cũng lần đầu được đối mặt với bốn ông có tính cách khác người. Vì sao lại nói bốn ông già này khác người, chúng ta cùng xem nhé. Mộc Ly thấy hơi lạ nên quay sang hỏi Hoàng Phủ Vân, điều kiện của chị cậu thế này, chẳng phải người muốn lấy cô ấy xếp hàng dài đến cả châu Phi sao? Sao mọi người còn lo không gả được? Hoàng Phủ Vân thở dài, hầy, lo chứ, tại lời tiên đoán kia cả. Hóa ra thần toán môn đã dự đoán, nếu Hoàng Phủ Nguyệt không lấy chồng thì không sống qua nổi tuổi 24. Mà năm nay cô ta đã 23 tuổi nên mọi người đều lo lắng, nhưng cũng không thể chọn bừa một người nào đó được. Hai người đang nói chuyện thì Hoàng Phủ Nguyệt quay lại, phía sau là mấy ông già vừa bị cô hành hạ tơi tả. Tiểu hữu Mộc Ly à, vừa nãy chỉ là đùa thôi, chúng tôi sao làm chuyện đó được. Sau khi nhận được sự tha thứ từ Mộc Ly, mấy ông già ra vẻ rụt rè. Nguyệt Nhi à, xin lỗi xong rồi, vậy bọn chú đi nhé. Hoàng Phủ Nhất Làng lại ghé vào tai Hoàng Phủ Vô Tướng thì thầm. Chú hai, vậy thúc kia có hạ nữa không? Hạ, đương nhiên phải hạ chứ, con rể vàng xịn xó như thế, sao có thể để cậu ta chạy mất được. Nhưng hai ông thì thầm mà nói to quá, tất cả đã bị Hoàng Phủ Nguyệt nghe hết. Chú hai, ông hai, mọi người đang nói gì vậy? Nghe thấy tiếng nói của cô, hai ông già như gặp phải ma, liền co chân chạy, không dám ngoảnh đầu lại. Mấy ông già này chắc mang tâm hồn trẻ thơ đây mà. Sau đó Hoàng Phủ Nguyệt nói không tìm được thảo dược hoa tái sinh mà Mộc Ly bây giờ cũng không thiếu cái gì, cậu chỉ cần thảo dược đó để chữa bệnh cho chú ba. Thấy Mộc Ly có vẻ rất cần thảo dược này, Hoàng Phủ Vân lại bảo ngày mai Tế đại sư sẽ đến đây. Lúc đó có thể hỏi tin tức về loài thảo dược này. Mộc Ly nghe vậy thì xin phép đi về, ngày mai sẽ trở lại. Những bỗng một giọng nói khiến cả ba quay lại. Tiểu Nguyệt, Tiểu Vân, các cháu về rồi à? Mộc Ly vừa nhìn lướt qua đã nhận ra ông cụ này là một võ thánh. Ông cụ giọng yếu ớt hỏi, cậu bạn nhỏ này trông rất lạ, là bạn của các cháu à? Ông cô đây chính là Vô Cực. Ô, cậu ta bị Tiểu Nguyệt bắt về nhà làm con rể Hoàng Phủ Gia chúng ta. Hoàng Phủ Nguyệt xấu hổ đến nỗi, hai má đỏ hơn cả quả cà chua. Ông cố, sao ông cũng nói thế? Ông nghe bố cháu nói rồi, chỉ có cậu ta hợp với mấy yêu cầu của cháu thôi. Mộc Ly lúc này cũng không còn quan tâm chuyện bị coi là con rể nhà này nữa. Cậu nhìn sắc mặt ông lão và hỏi, lão tiền bối, trước đây ông từng trúng độc phải không? Ông lão thừa nhận và kể lại trong trận chiến cuối cùng ở Miêu Cương, ông bị giáo chủ Ngũ Độc Giáo đả thương đôi mắt. Không những vậy còn bị liệt nửa người. Tối hôm đó, sau lời mời của ông cụ, Mộc Ly cũng ở lại Hoàng Phủ Gia làm khách. Đang trong phòng tu luyện thì đột nhiên có tiếng động ở ngoài. Cậu vội đứng dậy xem, hóa ra là ba ông già lại bày trò. Lần này lại có thêm sự góp mặt của Hoàng Phủ Vân. Bốn người lén lút đi vào phía trong, Hoàng Phủ Vô Tướng lấy tay bịt mồm Hoàng Phủ Vân lại, không cho cậu ta lên tiếng. Mà mấy người không biết rằng lúc này Mộc Ly đang ở ngay phía trên nhìn họ. Hình như ông cảm thấy ban nãy có người. Chột dạ chứ gì. Ông già đập mạnh vào đầu cậu cháu trai của mình một cái. Thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì thế hả? Đây là chuyện chung thân đại sự của chị cháu đấy. Hoàng Phủ Vân ngồi co người lại, ông bảo thuốc này có tác dụng phụ, còn không cho cháu nói à. Ông già lại bảo, chỉ có một ít tác dụng phụ thôi, cùng lắm là biến thành đồ ngốc ấy mà. Quá bình thường, không sao cả. Mộc Ly ở trên nghe vậy cũng thấy khó tin, biến thành đồ ngốc mà còn là quá bình thường. Bố của Hoàng Phủ Nguyệt lo lắng, vậy Nguyệt Nhi cũng biến thành đồ ngốc luôn à? Ông Vô Tướng lại cười một cách đắc ý. Tôi sẽ cho Nguyệt Nhi uống ít, nên không ngốc được đâu. Còn Mộc Ly càng ngốc càng tốt, dễ bị lừa ha ha. Ông của Hoàng Phủ Nguyệt cũng vỗ vai động viên, dù sao cũng không thể để Nguyệt Nhi xảy ra chuyện, cứ làm thế đi. Sau khi thống nhất, bốn người bắt đầu hành động, nhưng chưa đi được mấy bước thì. Bố, mọi người ở đây làm gì thế? Ông già không để ý, bụt miệng nói. Hạ thúc Mộc Ly chứ còn làm gì nữa? Bắt cậu ta về làm rể Hoàng Phủ Gia. Nói xong ông mới giật mình và quay lại nhìn phía sau. Cả bốn người run bần bật, trông có vẻ còn đáng sợ hơn là gặp ma. Hoàng Phủ Vân thì núp núp, thầm cầu nguyện cho bà chỉ hổ cái này không nhìn thấy cậu ta. Ông bố vội quay lưng lại, cố chỉnh lại cái giọng. Khụ, bọn ta chính là thích khách, phụng mệnh đến tiêu trụi hủy diệt Hoàng Phủ Gia. Chắc mấy ông nghĩ là sẽ qua được mắt cô gái này sao? Cô bắt đầu tức giận, bố, đừng giả vờ nữa, còn cả Hoàng Phủ Vân, em nghĩ chị không nhận ra em à? Bố cô nói tôi khiến hai cha con sợ đến nỗi ôm chầm lấy nhau. Cô lại đi đến trước mặt người ông nói, gói thuốc đó đã bị cô đổi thành bột mì rồi. Sau đó cô tỏ vẻ nguy hiểm, từ từ mở gói thuốc ra. Nghe nói người trúng thuốc sẽ nghe lệnh hành sự, vậy để cháu giúp ông hai thử thuốc nhé. Nói xong, cô ném bột thuốc vào bốn người, làm cho họ sợ hãi nhanh chóng bịt mũi lại. Hoàng Phủ Nguyệt cháu thật tàn nhẫn. Chị ơi, em chỉ bị ép thôi. Đến bố ruột mà con cũng đối phó, con có là con người không? Sau đó cô đập tay, tất cả đứng nghiêm. Bốn người liền xếp thành hàng, không ai dám nhúc nhích. Cô lại lôi điện thoại ra, bật một bản nhạc, nhảy tập thể theo điệu nhạc này cho con. Bốn người không còn cách nào khác, vội vã nhảy như mấy thằng xe rượu vậy. Mộc Ly chứng kiến cảnh này cũng phải bất lực với người nhà họ Hoàng. Hai tiếng sau,
Bốn người mệt mỏi ngồi bệt trên đất thở sắp không ra hơi. Ông của Hoàng Phủ Nguyệt hét lớn, ông đây anh minh cả một đời, không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Cháu thật độc ác, cháu như đầy nhá. Ở bên kia, Mục Ly không dám đi ngủ vì sợ bị hạ thúc tiếp, Hoàng Phủ Nguyệt bảo anh qua phòng cô ngủ. Người đẹp đã có lòng thì dại gì không đồng ý. Chuyển cảnh, Hoàng Phủ Nguyệt đưa chăn cho Mục Ly, nhưng cậu vẫn chưa chịu đi mà lại đưa tay về phía tủ quần áo. Tôi muốn. Hoàng Phủ Nguyệt thấy vậy thì hét lên, anh đang làm gì đấy? Sau đó cô tát vào mặt Mục Ly một cái đau điếng, làm anh ta ngã ngay vào trong tủ. Anh nhìn gì đấy hả? Mục Ly, tên háo sắc nhà anh. Cô chưa đưa gối cho tôi mà. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt mới nhận ra, cô ôm đầu xấu hổ, không nói nên lời. Mấy phút sau, Mục Ly nằm trên giường chườm đá, Hoàng Phủ Nguyệt không ngừng xin lỗi. Nhìn Mục Ly ôm mặt nằm dưới đất, cô cũng không yên lòng mà ngủ được. Đang ngồi suy nghĩ về chuyện phải gả đi thì Mục Ly nói, Thượng Thanh Hạ Trầm, khí trầm đan điền, thần đài thanh minh. Anh nói cái gì cơ? Mục Ly cũng không giải thích, chỉ bảo là nói mơ. Hoàng Phủ Nguyệt sử dụng trí thông minh sẵn có, chỉ một lúc là cô đã hiểu đây là công pháp võ tôn. Cô liền lấy giấy bút ra ghi lại, còn viết gì thì chúng ta bỏ qua nhé. Sáng hôm sau, Hoàng Phủ Nguyệt thức dậy đã không thấy bóng hình Mục Ly đâu nữa, nhìn lên bàn thì thấy Mục Ly để lại một bức thư. Nhớ đấy, Hoàng Phủ gia nợ tôi một ân tình. Chuyển cảnh đến chỗ ở của Hoàng Phủ Phong Minh. Hoàng Phủ Vân tưởng Mục Ly chưa biết chuyện gì nên cố tình hỏi. Anh Mục, tối qua anh ngủ ngon không? Không nhìn thấy gì chứ? Cũng được, ngủ một mạch đến sáng luôn. Nghe Mục Ly nói thế, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, may mà hình tượng thế thiên tài chưa đổ vỡ. Đột nhiên Hoàng Phủ Nguyệt xuất hiện và ngồi xuống cạnh Mục Ly, lại chào hỏi một cách thân thiết. Điều này làm nảy sinh nghi ngờ trong lòng Hoàng Phủ Vân. Có phải tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đúng không? Sao em cứ cảm thấy mặt anh Mục hơi sưng thế? Chả lẽ ngủ một giấc tại Hoàng Phủ ra lại mập lên hả? Hoàng Phủ Nguyệt cố tỏ ra không quan tâm, coi như chưa hề có chuyện gì. Cùng lúc này Tần Đại Sư cũng đến. Vừa vào cửa ông ta đã nói. Hiện tại ông cụ không chịu nổi gió lạnh, các anh cũng khá vô ý rồi đó. Tục mệnh đan mua ở tiệm Ly Mộc căn bản không có tác dụng gì, giờ bệnh của ông cụ còn nặng hơn. Mục Ly nghe ông ta nói vậy liền đứng lên giải thích, tục mệnh đan chỉ có tác dụng với người khỏe mạnh, người bị trúng độc sẽ bị độc trong cơ thể ăn mòn đi thôi, có tác dụng sao được. Ông ta vẫn chưa biết người đứng trước mặt là ai, còn ra vẻ hiểu biết. Cậu là ai? Cậu đang chất vấn phán đoán của tôi sao? Hoàng Phủ Thành Long sốt sáng hỏi, Trần Đại Sư nói gì thế? Chẳng phải Trần Đại Sư bảo ông cụ vẫn còn cơ hội cứu chữa sao? Lúc này ông ta nói ông ta có một loại thuốc, có 30% loại bỏ kịch độc. Nhưng 70% nếu thất bại thì ông cụ sẽ mất mạng ngay lập tức. Mà nay độc tính đã bộc phát mạnh hơn rồi, nếu dùng thuốc hàng ngày cũng chỉ sống được thêm một tháng. Đột nhiên ông cụ từ phía sau mở cửa ra, bảo mọi người đi vào trong nói chuyện. Ông cụ nằm trên giường, giọng yếu ớt nói, ta đã quyết định rồi, các con không cần phải nói nhiều. Cả nhà đều rơi nước mắt, không muốn chấp nhận sự thật này. Sau đó ông cụ bảo Trần Đại Sư cứ làm theo cách đã nói. Trần Đại Sư đưa lọ thuốc cho ông cụ vừa uống vào đã kêu lên đau đớn, phát lên sóng động linh lực mạnh mẽ. Mọi người còn tưởng đã thành công nhưng ngay sau đó ông cụ thổ huyết. Trần Đại Sư sợ hãi, thất bại rồi. Hoàng Phủ Thành Long liền hỏi, nhưng lúc nãy chúng tôi đều cảm nhận được linh lực của ông cụ mà. Nhìn thấy Hoàng Phủ Nguyệt khóc, Mộc Ly đặt tay lên vai cô an ủi, để tôi thử xem. Sau đó Mộc Ly dùng linh lực ấn vào người ông lão. Chỉ một lúc sau ông cụ đã tỉnh lại. Trần Đại Sư vẫn không thể hiểu làm sao ông cụ có thể tỉnh lại được, ban nãy còn thổ huyết sắp đi. Mộc Ly quay lại nói, kịch độc bộc phát là do thuốc của ông gây ra đó. Ban nãy ông cho ông cụ uống gì hả? Rồi ông ta đưa cho Mộc Ly lọ thuốc và nói đó là niết bàn tế mật chế trong tháp cổ. Mộc Ly cầm lọ thuốc, không do dự mà ném nó đi. Hừ, chỉ là loại niết bàn đan, căn bản không có cơ hội thành công. Ông ta nổi giận quát lại Mộc Ly, cậu dựa vào đâu mà nghi ngờ thuốc của tôi? Hoàng Phủ Vô Danh vội đi về phía Mộc Ly rồi cúi người thành khẩn mong Mộc Ly có thể giải độc cho ông cụ. Rời Hoàng Phủ Thành Long, Hoàng Phủ Vân đều cúi người xuống, xin sự giúp đỡ từ cậu. Lúc này tên họ Trần kia kinh ngạc, cậu là Ly Mộc ở cổ thành. Cậu thật sự biết luyện đan thuật sao? Tập phim hôm nay đến đây thôi. Nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé.